Ok anh em, hiện tại tớ đã bắt đầu mở đăng ký khóa 20 để chuyên dạy về bộ môn fingerstyle, bộ môn piano và bộ môn cảm âm. Đó, đại khái như thế. Anh em muốn tập đoán hợp âm, anh em muốn đánh đàn ngầu hơn, anh em muốn học guitar cơ bản, piano gì đó. Thì nếu anh em muốn học những cái môn đấy online, học ở bất kỳ đâu, ngồi ở đâu cũng có thể học được với tớ. Thì anh em có thể đăng ký ở trên fanpage Hiệt Dâu của tớ, tớ sẽ để cái link ở dưới phần comment nha. Ê. Ayo, what's up anh em? Million. Ok, về cơ bản thì là hôm nay là tớ lại ra một cái video hướng dẫn một bài. Bài này cũng mới được khoảng 2 tuần gì đấy. Đấy. Tớ thề là lần này mà kiếm được cái bài gì hay mà trending sớm phát là tớ làm sớm luôn. Đấy, để xem nó như thế nào. Thì bài của chúng ta ngày hôm nay đấy là một bài mới của Vũ, đó là bài Lần nào mình quên tên bài hát. Những lời hứa bỏ quên của Vũ và Dia Zen. Về cơ bản bài này thì nó không khó vì bản thân cái bài hát vốn nó đã không khó rồi nên là cách chơi thực ra nó khá là nhẹ nhàng. Tớ sẽ hướng dẫn anh em một cái kiểu đánh giải mà nghe nó hợp với cái bài hơi, nó hay hơn là cái kiểu đơn giản. Đó, đại khái như thế thôi. Bài này cũng không cần capo luôn bởi vì chơi ở trên tông đô trưởng. Giờ chúng ta vào xem bài này có hợp gì nhá. Ok anh em, về cơ bản thì đầu tiên là cái phần hợp âm. Hợp âm trong bài nó khá là dài. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có hợp âm đấy là đô trưởng. Đó. Đô trưởng thì chỉ đơn giản là anh em sẽ cho ngón trỏ vào đây, giữa vào đây và áp út vào đây. Sau đó cho đánh cái dây 5 trở đi, 3 dây 5. Sau đó chúng ta sẽ có hợp âm đấy là hợp âm mi thứ 7. Mi thứ 7 mà đánh đúng thì anh em sẽ cho một ngón vào đây, ngón vào đây, ngón vào đây, ngón vào đây. Bánh từ dây 6 trở đi. Nếu anh em muốn nó nhẹ nhàng hơn một tí, muốn nhẹ nhàng hơn một tí thì anh em có thể bấm như thế này. Nhưng mà bấm thế này thì chỉ dành cho đoạn giải thôi, chứ đoạn quạt mà bấm thế này nó sẽ không hay lắm đâu. Chúng ta tốt nhất là nên tập bấm như thế này luôn. Hoặc anh em nếu mà cảm thấy hơi lười thì chúng ta có thể chơi mi thứ bình thường thay vì mi thứ 7. Đấy là chỉ cần bỏ hai ngón dưới này ra. Mi thứ. Cả mi thứ và mi thứ 7 sẽ có bát là dây 6. Sau đó chúng ta có âm la thứ 7. Chúng ta cho ngón trỏ vào đây, ngón giữa vào đây, bát là dây 5. Sau đó thì chúng ta có âm pha. Pha ở trong bài này thì một là anh em nếu biết chơi pha chặn rồi thì không có gì đáng nói cả. Đó. Nếu anh em chưa biết chơi pha chặn thì anh em cho một ngón trỏ vào đây, ngón giữa vào đây, ngón áp vào đây. Bát đánh từ dây 4 trở đi. Đó. Nếu anh em biết đánh này nó vẫn tốt hơn nhá. Sau đó chúng ta có âm son. Son thì anh em sẽ đặt tay như thế này. Chúng ta cho ngón út vào đây, áp út, trỏ và giữa. Sau đó là âm rê thứ 7. Rê thứ 7 thì anh em sẽ cho ngón trỏ của chúng ta chặn dây 1 và dây 2, ôm nó vào như thế này. Và cho ngón giữa vào dây 3 khoảng 2. Và chúng ta đánh bát là dây 4 thì đi. Rê thứ 7. Đó, về hợp âm thì nó sẽ có từng đấy hợp âm và nó sẽ lặp đi lặp lại. Nếu anh em muốn cái hợp âm của mình nó hay hơn thì anh em nên biết chơi hợp âm chặn. Ví dụ như thay vì chơi đô trưởng, anh em nên chơi đô sus 2. Nghe nó sáng hơn. Đó, thì chúng ta sẽ cho ngón út vào đây. Đấy là dây 3 khoang 5 và ngón áp út vào dây 4 khoang 5. Sau đó chúng ta sẽ chặn khoang 3 lại và chúng ta đánh bát là dây 5. Nếu anh em muốn cái đô trưởng nghe hay hơn. Đó. Cái son cũng vậy, son thì nếu mà khi chúng ta quạt ấy, chúng ta cứ dùng son như bình thường thế này thôi. Đó. Nhưng nếu mà khi anh em giải thì anh em nên dùng cái son kiểu này, son sus 4. Đấy là chúng ta sẽ cho ngón áp út lên trên này. Và cho ngón trỏ ở vị trí dây 201. Đó, nghe nó sẽ kiểu nó nhẹ nhàng hơn, nghe nó có một chút nhạc ở trong đấy. Và thêm một cái son nữa, đây là chúng ta bỏ ngón trỏ ra. Đấy là nếu anh em muốn đánh hay hơn nhá, thì tí nữa khi đánh bài hát tôi có thể cho anh em xem thử nó như nào. Đó, về cơ bản hợp âm chúng ta chỉ có mỗi vậy thôi. Ok, về cơ bản hợp âm nó chỉ có mỗi thế thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào xem bài này chơi như nào. Tớ vẫn hướng dẫn kiểu đơn giản mà đều đều và một cái kiểu khó hơn một tí để anh em chơi cho nó vui. Đại khái thế thôi. Ok, giờ chúng ta vào xem bài này đánh nhau nhá. Ok, để chơi cái bài này thì trước tiên chúng ta sẽ có phần giải và phần quạt. Bài này chủ yếu là quạt, giải ít lắm. Đó. Thì trước tiên là tớ nói về cái phần hợp âm. Thì hợp âm phần đầu tiên của chúng ta sẽ là cái đoạn từ nếu hai ta không quên ngày ấy đến cái đoạn mong ngày ta chung đôi. Đấy, cái phần đấy, cái phần đầu đấy của bài hát chúng ta sẽ giải. Còn lại gần như cả bài này toàn quạt. Ok chưa? Thì nhá, giải, anh em có thể giải nghe theo kiểu như này. Kiểu dễ nó sẽ nghe như vậy. Mặc dù nó không phải là kiểu quá là phổ thông, nhưng mà theo tớ thì nếu chúng ta đánh phổ thông quá nó cũng không hay lắm. Thì với mức độ dễ mà anh em muốn giải thì nó sẽ giải nghe như vậy. Vậy thì giải như thế nào? Thì anh em sẽ đếm cái số ra theo tớ này nhá. Để chúng ta sẽ đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cho mỗi một hợp âm anh em đếm từ 1 đến 8 cho tớ. Thì
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nó sẽ nghe đúng với những cái số như vậy. Tôi có để ở ngay trên màn hình đây, anh em nhìn nó sẽ dễ hơn. Đó, hoặc là tôi để xin này. Thì nhá, anh em tập đếm với mỗi một hợp âm. Mỗi hợp âm thì trước tiên là anh em quạt số một cái. Ví dụ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3. Anh em đếm thật là chính xác như vậy đã nhá. Ok chưa? Bài này sẽ có tempo là rơi, cái tốc độ tempo là rơi vào khoảng 6-7, 6-6 đến 6-7. Thì nếu anh em sử dụng những cái phần mềm kiểu kiểu đánh tempo như này, anh em bật lên rồi tập theo thôi. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Đây là tốc độ của bài gốc luôn đấy. Đấy, thế anh em tập đánh cho nó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó. Trước tiên là đấy, như tớ bảo lúc nãy rồi, đấy là anh em hãy đánh xuống qua số và đúng những cái số đầu tiên để chúng ta quen với cái tốc độ nhịp trước đã. Sau đó chúng ta có thể dùng metronome để bật cái nhịp tắm để nhịp 66. Đấy, nhịp 66, 44, nhịp 44 tốc độ 66. Và chúng ta tập đánh theo những cái số và vị trí nốt mà tớ ghi ở trên màn hình. Đó, ok chưa? 3 4 3 4 2 4 3 4. Đấy. Mỗi hợp âm anh em đánh cho tớ đúng là 3, sau đó là 4. Sau đó là dây 32 cùng một lúc. Rồi lại 4. Đó, ok chưa? Đúng số là nó đúng luôn. Rất là dễ, rất là đơn giản thế thôi. Đấy. Riêng những hợp âm mà chúng ta không có, mà bát của chúng ta là dây 4, ví dụ như là anh em chơi pha major 7. Đó, anh em chơi cái hợp này thì anh em đánh cho là bát 3 2 1 3 nhá. Đấy, chúng ta chuyển 4 3 2 4 thành 3 2 1 3. Đơn giản thế thôi. Đấy. Hợp âm re thứ 7 cũng vậy. Đó. Những cái hợp âm mà nó chia đôi giống như kiểu là tớ có ghi ở trên màn hình ấy, đấy là pha chia đôi son xong rồi mi thứ chia đôi la thứ, thì chúng ta sẽ đánh là bát 4 3 2 bát 3 2 1 3 bát 4 3 2 4 bát 4 3 2 4 bát 4 3 2 4. Chúng ta đếm từ 1 đến 4 thôi. Đấy, ví dụ thế kìa. Thì nếu anh em làm đúng như thế nhá, thì bây giờ tớ sẽ demo qua một tí, nó sẽ nghe như thế này. Bởi vì tớ vẫn chưa thuộc các cách hát bài này nên là anh em cứ hát theo tớ nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3 2 3 4 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 đúng cái tốc độ như tớ vừa làm là nó đúng rồi. Còn nếu anh em mà muốn giải nó hay hơn, muốn giải nó hay hơn nữa thì tớ có một cái tiết tấu giải nó nghe như này. Đó, nghe nó sẽ nhạc hơn và tớ đảm bảo là nó sẽ hợp với bài gốc hơn rất là nhiều. Với cái tiết tấu như thế thì tớ cũng đã để cho anh em cách chơi ngay dưới này luôn. Cái này thường dành cho anh em nào mà cái nhịp ok hơn rất là nhiều rồi, anh em kiểu chơi nó rất là thoải mái rồi thì mới nên làm thế, ok chưa? Chứ thì mới đánh nên đánh kiểu này. Còn nếu mà anh em kiểu mới chưa quen lắm thì tớ khuyên là đừng làm kiểu này, nó sẽ rất là dễ lộn xộn. Đó, anh em đánh như tớ ghi luôn. Nếu mà đánh kiểu này thì để tập cho nó dễ thì tớ khuyên anh em là chúng ta nên đếm ra là mỗi một hôm chúng ta đếm từ 1 đến 8, chúng ta sẽ đếm rất là nhanh luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Nếu như ở cái mức lúc này chúng ta đếm theo kiểu là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thì nếu đánh kiểu mới chúng ta sẽ phải đánh là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cho một hợp âm. Đếm rất nhiều nhưng mà chỉ cho một hợp âm thôi. Kinh khủng khiếp luôn. Nhưng mà nếu đếm như thế và anh em đánh đúng như cái số mà tớ ghi thì nó sẽ nghe như này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chuyển. Anh em đánh đúng cái số tôi ghi thì chắc chắn là nghe ra là nó tuyệt vời luôn, không có gì để chê cả. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ demo thử cái kiểu đánh như thế này để cho anh em muốn tập kiểu khó chúng ta đánh theo kiểu của tớ. Nếu mà anh em tập đã quen rồi nhá thì anh em đánh theo kiểu của tớ, đánh theo tớ, ok chưa? Đấy. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
những cái đoạn chia đôi nhá. Thì em đánh cho tớ là bát 4 3 2 nghỉ nghỉ 3 4. Bát 4 3 2 nghỉ nghỉ 3 4 cho mỗi một hợp âm. Nếu như anh em mà đánh những cái hợp đơn giản như là pha bây giờ 7 mà tôi nói thật là đánh kiểu này thì anh em còn chơi hợp đơn giản thì hơi chán. Đấy. Thì đối với hợp đơn giản anh em đánh là bát 3 2 1 nghỉ nghỉ 2 3. Sol sang son. Cũng thế. Sang mi thứ cũng thế. La thứ cũng vậy. Sang re thứ cũng vậy. Riêng hợp son ấy thì anh em có thể làm một cái kiểu đấy là chúng ta cho ngón trỏ ở đây. Sẽ kiểu chúng ta giải lần một nửa. Nửa sau thì chúng ta sẽ đánh thêm ngón út vào vị trí dây 3, dây 2 3. Đấy, kiểu như này. Đó, kiểu đánh sẽ phức tạp hơn nhưng mà nghe nó hay hơn. Đấy. Còn lại thì đoạn sau là đoạn quạt. Quạt quạt bài này thì thực ra 100% anh em chơi đúng ballad cho tôi là nghe hay tuyệt vời luôn. Đó, ok chưa? Đối với điệu ballad thì anh em chắc là cũng nhiều người biết cái điệu ballad rồi. Điệu ballad của chúng ta nó là một cái nghe nhảy. Anh muốn đó, ballad nó nghe như thế. Nó rất là hay, nó rất là hợp cái bài này. Bài này vốn nó đã thế rồi. Đấy. Điệu ballad thì tớ đã từng hướng dẫn rất là nhiều lần rồi. Đối với điệu quạt ballad thì tớ sẽ lại để cái tiết tấu chắc nó nằm ở chỗ này này. Đấy. Chúng ta sẽ đánh là xuống nghỉ 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 xuống nghỉ nghỉ lên xuống nghỉ xuống nghỉ xuống lên. Đúng tiết tấu thì hơi hơi phức tạp một tí. Ở bài này thì nó gần như là chia đôi, những hợp âm nào mà tớ có cái dấu gạch ngang thì là chia đôi. Thì cái nửa đầu chúng ta sẽ luôn luôn tính thành kiểu hai hợp âm. Ví dụ như là pha sang son là một cặp hợp âm. Mi thứ sang la thứ là một cặp hợp âm. Đó, đại khái thế. Thì anh em sẽ đánh như tớ ghi ở đây. Tớ có cắt đôi ra, đấy là pha thì đánh những cái gì và son đánh những cái gì. Anh em nhìn kỹ vào cái bảng ở bên dưới. Thì ví dụ như pha xuống nghỉ 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 xuống nghỉ nghỉ. Thế thôi, son sang son luôn. Lên nghỉ lên xuống nghỉ xuống nghỉ xuống lên. Son sang tiếp theo. Xuống nghỉ 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 xuống nghỉ nghỉ. Sang tiếp theo. Lên nghỉ lên xuống nghỉ xuống lên. Xong cứ thế chúng ta chuyển liên tục. Đó, đại khái thế thôi. Cũng chả khó lắm mà, cũng dễ mà nhỉ. Tớ thử đánh chậm cho anh em xem nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anh em đánh đúng chính xác đấy nhé. Đó. Vậy thì nếu như chúng ta đánh vào bài thì nó sẽ nghe kiểu kiểu như này. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 chuyển. Đó, ok chưa? Trong cái đống hợp âm tôi có ghi thêm một hợp âm đến hợp âm đô 7. Hợp âm đô 7 thì nó chính là hợp âm đô trưởng. Nhưng mà anh em cho thêm ngón út vào cái vị trí dây 3 khoang 3 này, nó sẽ thành đô 7 ngay lập tức nhá. Rất là đơn giản luôn. Đó, đại khái thì cái bài nó như thế. Thì còn đoạn intro, thì anh em sẽ thực ra anh em chỉ giải theo bất kỳ kiểu gì anh em muốn được. Miễn là em đếm từ 1 đến 8 hoặc từ 1 đến 8 2 lần. Và anh em đánh bất kỳ cái gì trong cái chỗ đấy cũng được. Nó có một cái câu đầu tiên nó rất là kiểu nó nói lên đấy là bài gì. Thế nên anh em đánh câu này vào nó rất là hay. Kiểu mà bài này intro là người ta chơi cả đàn điện, chơi cả đàn gỗ nên là nó sẽ hơi phức tạp hơn tí. Thế nên ở đây tôi sẽ hướng dẫn anh em đúng cái câu đấy và sau đó tôi đánh thử intro trông như nào. Cái câu đầu mà anh em đánh nó nên là như này. Từng tư, từng tư, 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 tư. Được cái nghe rất là đều nhá. Anh em sẽ đánh vào dây 3 khoang 0 này. Sau đó anh em nên dùng ngón áp út bấm vào dây 2 khoang 1. Rồi anh em slide, tức là anh em kéo cái ngón đấy lên. Đến dây 2 con 3 nó rê. Sau đánh dây 1. Sau anh em cho ngón út là dây 1 con 3. Đó. Đó, thấy không? Đó. Son, do, re,
Sau anh em giữ nguyên ngón đấy và chúng ta vào đô trưởng. Thế nó thành E trôi. Thế rồi. Câu đấy nó rất là đều, nó kiểu là pam pam da da pam ta da da rồi vào bài luôn. Đấy. Thì cái câu intro thì nó sẽ gồm có hâm như là đô trưởng. Sau đó chuyển sang pha. Nhưng mà pha ở đây ấy, anh em bỏ cái ngón giữa này ra cho tớ, nó sẽ thành pha sút 2, nghe nó cũng rất là hay. Đấy, ví dụ nhá. Nhẹ rất là nhẹ. Đấy. Sau đó nó tiếp theo là la thứ. Rồi cuối cùng là son. Đó, nó sẽ nghe như vậy. Ok chưa? Tớ cho anh em nhìn cái tay trái của tớ nhé. Tớ sẽ bấm trông như thế này. Tớ thì không biết viết táp nên là tớ chỉ có thể đánh ra cho anh em xem thử nó trông như thế nào thôi. Bây giờ tớ sẽ đánh lại cả cái câu đấy và ở trên YouTube nó có cái chức năng tua chậm ấy. Anh em có thể nhìn cái chức năng tua chậm đấy, bấm cho nó chậm đi để anh em xem là tớ đánh tay trông như nào và dây nào nhá. Để tớ zoom gần hơn một tí anh em nhìn cho nó dễ. Intro. Ok, các bài nó như thế. Thì bây giờ là tớ sẽ đánh demo một đoạn. Thì anh em biết đấy, tớ gần như không bao giờ thuộc lời cả, không ấy các thứ cả. Nên là tớ sẽ đánh và anh em cố gắng hát theo để biết xem nó sẽ nhiều nhá. Bài này thì anh em sẽ bắt đầu đánh đàn ở chữ ta. Nếu hai ta đó. Anh em hát nếu hai ta thì bắt đầu mới đánh đàn nhé. Đấy, đại khái thế. Giờ chúng ta vào đoạn demo nhá. Đấy là cái đoạn từ đầu đến đoạn hết điệp khúc ấy. Còn mỗi khi mà đến đoạn mà ca sĩ không hát ấy, đoạn đầu, đoạn giữa thì intro và ấy thì nó đều sẽ chơi là lá thứ. Sau khi mà anh em đánh xong cái đoạn đấy rồi thì chúng ta sẽ có cái đoạn dạo giữa mà nó hát là thừng dâng lung khi trời mưa, sau cái đoạn đời chờ để đưa quên lại giây phút đầu, cái đoạn đấy thì anh em sẽ đánh cái vòng hâm là fa 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 mi mi thứ rồi là re thứ xong
Ok, với các bạn thì bài hát chúng ta chỉ có mỗi thế thôi. Anh em lại thích tớ hướng dẫn bài gì hay là thích được biết gì về âm nhạc thì cứ để lại dưới phần comment, phần bình luận. Đại khái thế thôi. Ok, hẹn anh em khác nhá.